Lại nữa, chủ Hà Thần Phổ Phát Tấn Lưu được môn giải thoát mưa khắp vô biên pháp vũ. Kinh nghĩa ở trên chưa nói hết, bây giờ tiếp tục nói. Vị Phổ Phát Tấn Lưu chủ Hà Thần là thần quản lý về sông ngòi. Vị này làm cho nước chảy khắp nơi rất là nhanh chóng và đắc được cảnh giới khắp dưới mưa vô biên đại pháp vũ. Vô biên pháp vũ tức là tận hư không biến pháp giới, chẳng có nơi nào mà không đắc được pháp vũ của Phật. Pháp vũ này tuy là pháp vũ mưa xuống hiện tại, nhưng quá khứ cũng đắc được pháp vũ này, vị lai cũng đắc được pháp vũ này, đồng thời hiện tại đều đắc được pháp vũ này. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ Hà Thần, Phổ Khiết Tuyền Giản được môn giải thoát hiện khắp trước tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa phiền não. Nước suối và nước khe có khi không được trong sạch, rất dơ đục, nhưng vị Phổ Khiết Tuyền Giản chủ Hà Thần này khiến cho nước suối và nước khe trong sạch, ví như tâm của chúng sinh trong sạch thì trừ khử tất cả phiền não. Vị này khắp thị hiện ở trước tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi phiền não. Lìa khỏi phiền não tức là lìa khỏi tham sân si ba độc. Ba độc này đều lìa khỏi rồi thì vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, đắc được bổn thể thanh tịnh, bèn sinh ra đại trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ Hà Thần, Ly Trần Tịnh Nhãn được môn giải thoát dùng đại bi phương tiện quét sạch các hoặc trần cấu của tất cả chúng sinh. Vị Ly Trần Tịnh Nhãn chủ Hà Thần, Ly Trần gọi là gì? Tức là lìa khỏi tất cả bụi bặm và vọng tưởng, cũng có thể nói là lìa khỏi tất cả mọi tư tưởng nhiễm ô. Bụi bặm bên ngoài phải lìa khỏi, đồng thời nhiễm ô bên trong cũng phải lìa khỏi. Được như thế thì tâm mới thanh tịnh mà đắc được tịnh nhãn. Tịnh nhãn là gì? Tức là thanh tịnh nhãn, cũng gọi là ngũ nhãn. Có tịnh ngũ nhãn mới đắc được ngũ lực. Ngũ nhãn tức là thiền nhãn, nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Người mở ngũ nhãn thì mới lìa khỏi tâm nhiễm ô. Nếu giải thích tỉ mỉ về ngũ nhãn thì vô cùng vô tận, không cách chi nói hết được. Bây giờ nói một cách tổng quát. Một, thiền nhãn. Thiền nhãn thông phi ngại, tức là chẳng có chướng ngại, không những quán được vật xa hàng ngàn vạn dặm, mà vật trong 10 phương pháp giới cũng đều thấy được rõ ràng. Quán được tất cả đều không, chẳng có chướng ngại. Hai, nhục nhãn. Nhục nhãn ngại phi thông. Nhục nhãn ở đây chẳng phải là nhục nhãn của phàm phu. Phàm phu chỉ thấy vật hữu hình mà chẳng thấy được vật vô hình, chỉ thấy hữu sắc mà chẳng thấy được vô sắc. Nhục nhãn ở đây không những thấy được vật có chướng ngại mà còn thấy được vật vô chướng ngại. Bất cứ là hữu hình, vô hình, hữu sắc, vô sắc đều có thể thấy được. Hữu hình là gì? Ví như con người có hình tướng, nhìn thấy được. Vô hình là gì? Ví như quỷ là vô hình, không thể nhìn thấy đặng. Tuy nhiên một số người chẳng nhìn thấy quỷ thần, nhưng người khai mở ngũ nhãn thì nhìn thấy được quỷ thần, lại thấy được Phật Bồ Tát. Bà pháp nhãn. Pháp nhãn duy quán tục. Pháp nhãn quán sát được pháp thế gian và xuất thế gian, không những quán được tục đế mà còn quán được trần đế. Bất quá quán tục đế rõ ràng hơn so với quán trần đế. 4. Huệ nhãn. Huệ nhãn liễu chân không. Huệ nhãn thấy rõ đạo lý chân không. Chân không chẳng không, chẳng không mà không, không mà chẳng không, không những hiểu mà còn nhìn thấy rõ ràng. 5. Phật nhãn. Phật nhãn như thiên nhật. Phật nhãn sáng giống như ngàn mặt trời, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Ngũ lực tức là 1. Tín lực, 2. Tấn lực, 3. Niệm lực, 4. Định lực, 5. Huệ lực. 5 sức lực này làm tăng trưởng mầm bồ đề, không bị pháp bên ngoài làm dao động. Tín lực phá được nghi hoặc, tấn lực phá được giải đãi, niệm lực phá được tà kiến, định lực chuyển được cảnh giới, huệ lực phá được các chấp. Vị chủ Hà Thần này đắc được cảnh giới của Phật, dùng tâm đại bi và phương tiện pháp môn tẩy sạch các hoặc, khắp hết thảy tất cả chúng sinh trong 10 phương ba đời, đồng thời cũng tẩy sạch trần cấu mê hoặc, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được môn giải thoát Ly Trần Tịnh Nhãn này. Chủ Hà Thần thập phương biến hống được môn giải thoát đường vang ra âm thanh lợi ích chúng sinh. Vị thập phương biến hống chủ Hà Thần này, âm thanh rất lớn, vang khắp 10 phương, chúng sinh nghe được,
tiếng hống này đều được lợi ích. Lợi ích gì? Tức là chúng sinh có tâm tham, nghe được tiếng hống này thì tâm tham bớt đi một chút. Chúng sinh có tâm sân, nghe được tiếng hống này thì tâm sân giảm đi một chút. Chúng sinh có tâm si, nghe được tiếng hống này thì tâm si giảm bớt đi một chút. Tham sân si chẳng còn nữa trong vô hình, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hạ thần phổ cứu hộ chúng sinh được môn giải thoát ở trong tất cả hàm thức, luôn luôn khởi từ bi không não hại. Vị phổ cứu hộ chúng sinh chủ hạ thần này, cứu hộ khắp hết thảy chúng sinh. Vị này chẳng có tâm phân biệt kẻ thân người oán, đều xem như nhau. Vị này đắc được môn giải thoát và trong tất cả hàm thức chẳng có não hại. Hàm thức là gì? Tức là chúng sinh có tính tri giác, nghĩa là chúng sinh đoán thài thấp hóa. Tóm lại, phàm là có huyết có khí, hoặc có huyết chẳng có khí, vân vân, đều là hàm thức. Vị chủ hạ thần này thường khởi từ bi chẳng não hại. Vị này đắc được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ hạ thần vô nhiệt tịnh quang được môn giải thoát khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ. Vị vô nhiệt tịnh quang chủ hạ thần, quang thanh tịnh là vô nhiệt tức là vô nhiệt não, vô nhiệt phiền não tức đắc được thanh lương mát mẻ, đắc được thanh lương mới có quang minh thanh tịnh. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, thị hiện khắp tất cả căn lành thanh lương để trừ khử nhiệt phiền não mà đắc được trí huệ. Căn lành thanh lương là gì? Tức là căn lành bát nhã, cũng là căn lành bồ đề, cũng là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, năm căn. Một tín căn, căn này sinh ra một sức lực tín ngưỡng, tín căn này kiên cố vô cùng, không dễ gì phá hoại, chẳng phải nửa tin nửa ngờ mà là tin một cách vĩnh viễn. Hai tấn căn, tức là căn lành tinh tấn, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, ngày đêm đều tinh tấn như thế mới có sự thành tựu. Ba niệm căn, niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giờ phút đều niệm Tam Bảo mà niệm niệm không quên Tam Bảo. Bốn định căn, có định mà không bị tất cả cảnh giới làm dao động, do đó bát phong suy bất động, đoan tọa từ kim liên, tức cũng là như như bất động, liễu biễu thường minh, đó là căn lành của định sinh ra. Bát phong là gì? Giải thích sơ lược sau đây. A. Xưng, tức là xưng tán ca ngợi, đây là gió thuận. Gió thuận dễ khiến cho con người sinh tâm vui mừng. B. Cơ, tức là chê bai, đây là gió nghịch. Gió nghịch dễ khiến cho người sinh tâm sân hận. C. Khổ, tức là khổ sở, thứ gió này rất khó mà chịu được. Cũng là gió nghịch, lại có thể nói là gió bắc, lạnh thấu xương. Đề lạc, tức là vui sướng, thứ gió thuận này rất là tự tại. Cũng là gió thuận, cũng có thể nói là gió nam, ôn hòa dễ chịu. E lợi, tức là lợi ích, thứ gió này có lợi cho người, khiến cho người sinh tâm vui vẻ. F suy, tức là suy bại, thứ gió này có hại cho người, khiến cho người sinh tâm buồn rầu. G. Đắc, tức là đắc được, thứ gió này là gió có tất cả mọi thứ gió, tức cũng là gió thuận hy vọng. H. Thất, tức là mất mát, thứ gió này là gió chẳng có mọi thứ gió, tức cũng là gió nghịch thất vọng. 5. Huệ căn, tức là căn lành trí huệ, muốn có trí huệ thì phải đọc nhiều kinh điển, tu nhiều bát nhã. Do đó, vào sâu tạo kinh, trí huệ như biển, nếu đầy đủ tín, tấn, niệm, định, huệ, năm căn lành